Dạ nó còn cái đá quá anh ơi. Hai con về rồi thấy uổng luôn gì vậy? Đóng thùng đó hả? Ủa nó khác nhau gì ta? Thì nó lớn hơn xíu thôi. Ủa sao thấy giống nhau dữ vậy trời? Anh lấy cục xích của con, cái con này rồi được không trời? Ồ, ừ. Nó có tính rồi, nó dạng ghê ba anh. Ừ. Thấy không? Thấy cái con này nó ưỡn, nó ưỡn hơn con trong kia quá. Ừ. Cái dòng xi ma nó khác. Cái con sướng lắm trời. Tốt, kêu hỏi nó bất ngờ. Heo heo qua nó ưỡn sao ha? Lông nó xùi như con gấu luôn ha. Lông xù ra kìa ba. Đó. Cái này đang đẻ nè. Đúng rồi. Con này nè, bây giờ anh ôi trời, đưa tay vô này, đưa tay vô anh biết à, thấy không? Xíu à, nhỏ xíu qua. À. Ê, nhỏ bằng chim một câu luôn á. Đúng nhỏ bằng chim một câu thiệt. Thả đi nó dạng kỳ vậy, nó không có đi đâu. Coi nhẹn ha. Cái con đốm này dễ thương nè, lạ ghê luôn á. Ừ. Cái con màu vàng đâu anh? Cái con màu vàng. Có hai mái vàng luôn. Lấy con màu vàng, ta thử nghe. Đem ra cho con. Dạ, đem cầm một con vàng. Trời ơi, em đụng nó luôn à. Nhỏ xíu qua. Hé 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 hé. Xung ghê, là... nó xung ghê, con này xung lắm nè. Con cái này là gà Singapore nè. Nó me me kìa. Ủa con này giờ đi đang ngắt hay sao? Đi đi, sao? Cái này con ý là nó đen, ý là nó đen, có đèn đặt máy không đó? Thấy chứ nó đèn đây lại bản nè. Chịu mới đặt máy chứ. Cái con này nhìn nó như con chim luôn á. Ở tại con màu vàng nó cũng nhỏ xíu kìa. Ờ, máy này nó cũng đẻ luôn nè nha. Máy này nó uống lắm rồi đó. Máy này đừng máy nhẹ, nó đẻ đó. Con này thì nó ưỡn hơn, hai con này ưỡn hơn. Cái con ưỡn này nó ưỡn rồi. Con ưỡn nè, ưỡn ra thiệt. Ủa, dạ, nó ưỡn như nè. Cái cục bú vậy, giống cục bú luôn. Mà sao nó lại ưỡn nhiều mà con đắng nó ưỡn ít ta? Tại vì dòng này nó ưỡn ít nè. Còn dòng này nó mới ưỡn nữa nè. Con trống luôn, trống hai con. Vậy sao? Lấy con vàng. Con vàng, con vàng, con vàng thì nó ưỡn giống như dị tặc con thò kỳ ha. Ê, giờ bị dị tặc không luôn á. Nó càng ưỡn nó càng có giá trị nha. Nó đơn giản thôi. Vậy sao? Điện con vàng, con trắng, con bông. Ờ, con vàng nó ưỡn kinh luôn á. Con này hơi, con này hơi lố rồi đó. Ha. Rồi, nhầm con nha. Ủa, cái này lần nó đẻ mấy trứng? 6 trứng rồi. Cách ngày đẻ ngày nhỏ xíu. Có sao chứ cái trứng nó nhỏ bằng gà tre ha anh? Này cho nhỏ xíu đúng không? Cút trứng cút hả? Trứng nữa nè, có trứng luôn. Cái mắt cười vô hoài. Người đẹp. Rồi anh thấy nó con dài dẹn nó ưỡn hả? Đỡ nó đi kìa mà. Nó đi như kỳ kỳ hết. Cái con nó mắc cự vậy á. Để lấy nhà máy. Ê, con dài này dữ quá. Con này chắc không lấy về mình nhốt chung mà chắc nó lấy lộn quá. Trứng nó đẻ ra là gì nè? Mà mấy trứng lứa đầu là tôi ăn hết rồi. Trứng này là trứng lứa đầu là bỏ. Ờ, trứng sò là mình bỏ. Mình ăn lứa đầu hết. Mấy cái này là lứa đầu hết ha. Là không có là nó đẻ lần ha. Hả? Mấy con này đẻ lần. Con này đẻ hết rồi. Con này đẻ rồi nha. Con gì đẻ chưa? Con này là như có một con là nó đang chuẩn bị đẻ lại nè. Con này hết mập nè. Ừ. Sắp đẻ. Đó, sắp chưa đẻ lại. Con này con bự nữa không anh? Mấy cách không. Sao thấy nó nhỏ hơn, nhỏ nhỏ hơn con chó. Là đẻ rồi, đâu bự nữa đâu. Cái gì là đẻ nó mới giữ nó mới đá con gì cái con bông này dễ thương nè, thấy thấy con bông này cái con bông con cú đó là lấy gì ha nghe con này vậy sao lấy cái được hai con về rồi thấy uổng hơn nhiều á thì ai biết đâu anh chị cũng bắt con nào đó cái dòng này cái tướng nó càng ưỡn anh lên hỏi á anh lên hỏi anh coi nhầm con trống á hai cái cánh nó xè tới trước luôn nè ờ hai cái cánh nó xè tới trước luôn trống á có không phải đơn giản không. Nhưng mà giờ mình thích màu trắng là lấy trống trắng thì lấy con nào rồi. Thì một con trống trắng là phải lấy rồi con trống nào mình về cái mình đổ cái nó ra lại màu nó đẹp á. Ừ. Nó trắng tinh luôn ha, không có bị ngã màu dơ quá. Trời ơi, đá lộn. Đá như má, đá như má. Máy mà đá dữ cái ta. Em định về em nhốt chung vô cái chuồng mự em thả cho anh Vi á. Chắc nó đá cỡ ngày quá, ngày sau bắt đầu nó mới hết đá, nó chạy không á. Chắc đá rụng lại hết trơn. Nó đang đập máy rồi sao? Này nó có bay không anh?
bay dữ mà. Không. Đó thì nó không có bay cao đâu, nó không có như gà hay chim đâu mà bay. Chó thì hơi cái nó không đi lùa vừa gà ha. Ở chung riêng quen. Vậy sao giờ trời. Vậy hai con gà ướt này lấy con nào? Con nào? Con này ướt dữ quá. Ta lấy con ướt dữ. Ý là chị với tự trọng bây giờ em chỉ cho anh chị cũng như không à, tại vì khi mình thích con màu nào thì mình lựa màu đó không, nó dòng nó thử như thế này. Là cái này được mấy tháng rồi anh? Cái này mấy cái con này nè? Con này đâu năm, hơn năm rồi nè, ba mái luôn, ba con đó, ba trắng đó đó. Năm còn ba con này là tơ nè, đang đẻ lú so. Dạ. Ủa là có chung bầy không anh, ba con trắng này? Không, riêng bầy hết mà. Giờ có cái một con. Cái đuôi giống gà tây ha. Vậy em chào ơi. Trong lòng nó là máy rồi. Em bán ở dưới chị Mỹ. Anh nuôi cái sao nhiều lắm. 8 lần. Đang thanh lý bán đó cho nó hết. Cái sao à, cũng nuôi được. Đi làm đâu, đâu nuôi đâu. Con này thèm mini hơn con kia. Con này với con cháu. Nhưng mà con này không chứ không có trắng tinh nè, con kia thì tính trắng nè. Chịu khó về tắm nó thì nó trắng luôn. Ôi vậy là nó dơ chú phải. Đúng rồi, nó dơ á. Tưởng là chịu khác á. Con nó đá quá bà ơi. Con này đẻ rồi nè, con này đẻ rồi giúp nó. Con này nè uống. Gà gà mà ức nó uống nè, nó đòi là nó đẻ đó. Là sạch đẻ. Đúng rồi. Thôi vậy nghe lại anh lấy con này đi. Con kia chắc để rồi cái lỗ đít mới lòi đó. Đúng rồi, để rồi á. Con này nè, con này chưa nè, con này để rồi nè, con này chuẩn bị đẻ nè. Bắt đi có gì nắn tin tôi nè, có gì mấy mắng vốn tôi con này mà anh mắc về nha là tôi bao la anh. Nó đẻ. Đang đẻ đó. Con đẻ đó. Con nè, mình vợ sao đít nó thấy nó mặt luôn. Ôi ngủ luôn rồi. Nhưng mà nó dữ á. Nhưng mà nó tắn con này. Cái con này với con này lâu sờ nó sờ nghe nghỉ nó ngưng lại á. Mà cái dòng này nó đẻ trong vòng từng hai tuần là đẻ lại à, đẻ xong rồi anh ngưng phá ổ nó lấy trứng hết là từng hai tuần sau đẻ lại. Ủa gì vậy anh ấp mát được tôi cho nó ấp nhưng mà ý là lứa đầu á, cái đầu là em lấy trứng hết à. Ủa mà sao lứa đầu phải bỏ để nó đẻ trứng xấu lắm anh, nãy coi trứng không nó mới đầu kéo lực luôn. Đúng rồi, cái đầu nó bự, đầu nhỏ xíu, mình lựa trứng tròn mình nó cho nó nát được chứ. Trời quay chứ ổng vô đi làm hiện giờ vậy. Ủa, đó về rồi đâu ấy đâu, vậy là chọn cái con nãy đi, con anh bắt á, con nào mập thì chuẩn bị đẻ đó. Cái con mập đó với cái con trắng dữ này nè. Ừ. Đó con này thì đó nó rồi. Rồi nó uống. Nhốt chung ha. Ừ, bỏ chung đi đâu sao đâu. Không nói đâu. Con trắng trống anh. Ờ, bắt con trắng luôn. Với con cú này. Cú. Với con giữ nó luôn. Con cú này bữa tôi bán ở Thuận Ngang á, là quỳ sinh á, 450. Mà nó không chịu lên lấy. Ừ. Con cú này nè, em thề anh. Có ấy nó luôn, với trắng này đúng không? Con sắp đẻ. Con sắp đẻ. Đúng rồi, con đó đó. Con này nó lớn nè, con này nó đẻ rồi. Con này à. Ừ, con gì nó bay ghê. Vậy là gà ở nhà là gà té hái, nhà có một con nó đã không là xe thái rồi. Con này gà mái rồi sao đá dữ. Có cần coi hang trống kia không? Dắt cho tôi ra coi. Ủa con này không? Không nó cũng như gì nè, nhưng mà nó màu khác á, nó màu nhà mới có cái chuồng à. Ờ thì khi nào ấy chuồng đi. Còn không thì khi nào anh muốn lên bắt nữa, bắt luôn hai con này với hai con trống kia luôn. Ừ, em cho anh hai cái chuồng 60 em đang mua nuôi giống rồi. Đó, bữa nói là quẹt đá lộn. Bao. Chắc có cái bao để ghi hai lấy con quá. Cái bao cũng được. Ồ, cái tóc tán này dữ quá, máy tán này dữ quá. Vậy mốt đó có nuôi chung được không anh?